Ngày 12 tháng 1, Tập đoàn Sao Mai long trọng tổ chức lễ công bố hoàn thành nhà máy điện mặt trời Sao Mai An Giang tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, có công suất 210 MW feet, với tổng số vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng. Bí thư tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lê Văn Nưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành và các địa phương đã đến dự. Dự án do tập đoàn Sao Mai làm chủ đầu tư được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào điều chỉnh quy hoạch điện bảy. Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung quy hoạch lưới điện đấu nối vào hệ thống điện quốc gia. Đồng thời được Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết định số 3511 ngày 23 tháng 11 năm 2017. Dự án được triển khai trong 2 năm 2019-2020 trên diện tích 275 ha tại huyện Tịnh Biên với tổng công suất 210 MWh. Trong đó, giai đoạn 1 công suất 104 MWp, đóng điện vào tháng 6 2019. Giai đoạn 2 với công suất 106 MWp được hòa vào lưới điện quốc gia ngày 2 tháng 12 năm 2020, đúng với chủ trương đầu tư được các cấp thẩm quyền phê duyệt. Từ năm 2021 trở đi, nhà máy sẽ đóng góp gần 400 triệu kW mỗi năm cho lưới điện quốc gia. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình chúc mừng tập đoàn Sao Mai đã hoàn thành nhà máy điện mặt trời công suất 210 MW. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, tập đoàn tiếp tục ưu tiên tạo điều kiện cho người dân trong dùng dự án được vào làm việc trong nhà máy, cũng như các dự án khác của doanh nghiệp đã và đang đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhằm góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội, ổn định kinh tế chính trị cho tỉnh cùng với đó tiếp tục nghiên cứu đầu tư thêm các dự án về du lịch nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong khu vực dự án điện năng lượng mặt trời sao mai